anh ở đây nướng chuyên nghiệp ghê chưa, làm hai lớp nha. Sao lấy ít vậy anh? Dạ lò nó không kịp anh. Lò làm không kịp luôn hả? Chứ mình làm lấy bánh từ từ nó nóng nó ngon, nhiều quá nó nguội. Dạ. Thành ra nó phải thiếu, phi phi thiếu. Đi anh làm cho em ổ thịt trứng nha. Dạ rồi. Ồ như vậy là thấy anh bỏ trứng đúng không? Đây 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 trứng rồi. Mỗi lần thịt nướng đó. Thịt nướng hả anh? Ờ thịt nướng trứng hả? Có rồi chú có rồi. Quý vị thân mến, Phú Tha đang có mặt tại đường Nguyễn Trãi và là đường Bùi Hữu Nghĩa quý vị ạ. Ngay góc ngã ba luôn. Đây quý vị, đây là đường Nguyễn Trãi nhá. Quẹo vào đây là đường Bùi Hữu Nghĩa. Và đi đến đây thấy có chiếc xe bánh mì. Nhìn đơn giản thôi nhưng mà khách cực kỳ đông. Nên Phú Tha muốn ghé lại chia sẻ giới thiệu đến với toàn thể quý vị. Ba người bán. Mà khách đứng chờ xung quanh nè. Đi mình đến xem anh chị bán chút xíu nha. Xem thử như thế nào mà đông quá trời. Một người nướng nè, một người làm bánh mì nè, một người giao cho khách nè, ba người chờ mua bánh mì hết chị. Dạ dạ em chào anh. Đây là thịt nướng anh em nướng anh à? Dạ thịt nướng. Ngày nào mình cũng đứng đây bán hết hả anh? Dạ đúng rồi. Dạ. 6 giờ tới 10 rưỡi em. Dạ 6 giờ tới 10 rưỡi. Ở đây thì thịt anh làm trong cái giống như cái nem quý vị. Nhỏ nhỏ. Dạ. Bán nguyên con đũa. Có cái đũa này là mình sử dụng lại ha anh. Dạ. Một tuần là mình thay lần. Mình có là một tuần thay lần. Một tuần thay lần. Dạ. Một ổ như vậy là trung bình mình bán giá bao nhiêu vậy anh? 13, 15 anh. Dạ. Từ 13 đến 15. Thấy anh ở đây nướng chuyên nghiệp ghê chưa, làm hai lớp nha. Ngoài bánh mì thịt ra thì ở đây anh có bán bánh mì trứng nữa quý vị nhé, trứng ốp la nha. Trứng là 8 ngàn ủa anh? À 8 nghìn một ổ. Ờ, trứng không á, giá 300 là 15. Còn trứng thịt là 15. Yeah. Không là 13 anh. Dạ. Yeah. Trứng thịt luôn là 15. Rồi. Xe anh nướng điều không có bị cháy. Tại vì có nguyên một người đứng nướng thì nó đỡ cháy hơn. Chứ một người vừa nướng là nó hơi lười bụi. Dạ. Yeah. Chứ mà vừa bán vừa nướng là cái khả năng mà cháy là rất là cao. Dạ. Yeah. Nướng không kịp. Yeah. Quý vị thấy nguyên một đống đùa
nhiều khách ghé lại nhưng mà có 3 phút nữa các bạn ạ. Rồi rồi, có bánh mì rồi, có bánh mì rồi. Sao lấy ít vậy anh? Dạ, lò nó ra không kịp anh. Lò làm không kịp luôn hả? Chứ mình làm, mình lấy bánh từ từ, nó nóng, nó ngon, nó nhiều quá, nó nguội. Dạ. Thành ra nó phải thiếu, phải thiếu. Đi anh làm cho em ổ thịt trứng nha. Dạ rồi. Ồ, như vậy được rồi, thấy anh bỏ 4 ghi. Đây nè, 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 nướng đó. Thịt nướng hả anh? Ờ, thịt nướng, thịt nướng. Có rồi, chú có rồi nè. Em gì? Em biết rồi, biết rồi. Chú này xong rồi đó. Bỏ chú nằm nha. Bộ như vậy là mình bỏ 4 sâu hả anh? Dạ, 4 sâu với cái trứng là 15 anh. Dạ. À, bây giờ chị xếp lại cho nó gọn được. Bánh rồi chưa đánh nó dọn này. Dạ. Ta giờ chắc cỡ ngàn sâu rồi đó. Còn một chiếc là dọn dẹp hết. Dạ. Em ơi lỡ cho nó tươi ra được không? Nên là gấp quá nha. Không, nếu nếu anh không ăn được tươi thì đuổi cho em cũng được. Dạ, dạ, đếm lần thôi. Mình lỡ trong lần bên hồi bánh nó nóng ngon lắm. Dạ. Cái sâu thịt này là mình tự ướp tự làm luôn hả anh? Dạ, tự làm hết luôn. Dạ. Chứ mình bán bình dân mình dạ. Làm trong đó. Ngày mà bán nhiều nhất là được mấy ngàn sâu này anh? Không nhớ rõ đâu. Không nhớ rõ hả? Nhìn cái này giống như chơi hàng đó quý vị ha. Về rửa sạch lại ha chị ha. Bỏ thịt vào. Quá trời quá đất luôn. Dạ, có em 15 đúng không anh? Dạ đúng rồi. Đây vậy, người ta vừa mua của anh chị kìa, ta đây đứng ăn luôn nha. Cầm mỗi bánh mì còn nóng vì tại hồi nãy là vừa mới đem ra còn nóng, lâu lắm rồi không ăn bánh mì quý vị hả. Cô ta đứng đây hơi ồn, có gì quý vị thông cảm nha. Ở đây thì anh bỏ 4 cây nem nhầm quý vị, 4 cây sâu thịt với lại trứng. Wow. Hồi nãy phụ ta quên nói anh đi làm trứng chín chín cho phụ ta, tại phụ ta ăn cái gì mà sống sống á, phụ ta hơi ngại ngại quý vị mấy vị nhá. Bánh mì giòn đây. Cái mùi thịt nướng quý vị thơm lắm. Đang ngắm quang cảnh Sài Gòn, quang cảnh đường phố. Ngon. Anh ướp cái thịt thơm quý vị. Thấm. Còn thêm trứng nữa. Béo béo. Ngon hết vậy. Bây giờ mới hiểu tại sao quán quanh đông khách nha.
vừa ngon lại rẻ nó. Dừng tại đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem clip ngày hôm nay của Phu Thanh nha. Quý vị nhớ nhấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho Vina TV. Còn nếu mà quý vị muốn đến ăn bánh mì á, thì quý vị đến ngay góc ngã ba đường Nguyễn Trãi với lại Bùi Hữu Nghĩa. Còn nếu mà quý vị tìm đường Bùi Hữu Nghĩa không ra nữa thì đến 375 Nguyễn Trãi nha. 375 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5. Đó. Thì anh chị bán ngay góc ở đây. Bye bye, hẹn gặp lại quý vị.